Tiếp tục kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, các đại biểu thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, một số đại biểu cho rằng thành phố Hà Nội cần phải tháo gỡ ngay những vướng mắc về cơ chế chính sách trong đầu tư công, đầu tư các dự án bất động sản, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng, giao đất cho các dự án phát triển đô thị hoặc các dự án giao rồi nhưng chưa thực hiện được. Nếu nguồn lực này được tháo gỡ thì đây là nguồn vốn khá lớn để khơi thông đầu tư cho kinh tế thủ đô. Cho ý kiến về công tác phòng chống dịch COVID-19, một số đại biểu đánh giá cao chiến lược điều trị F0 thể nhẹ và cách ly quản lý F1 tại nhà. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng Sở Y tế cần có hướng dẫn cụ thể, đồng bộ cho các địa phương, tránh những sai lầm không đáng có.